Vâng, chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với video của cửa hàng máy cắt cỏ Chính Hường nhé. Thì hôm nay em lại tiếp tục lên một lô máy cắt cỏ gồm 11 cây nha anh em, 11 cây để cho anh em tham khảo. Thì khi xem video mà các bác mà không chốt được kịp hàng thì các bác hãy bấm vào nút đăng ký kênh để theo dõi khi bên em có video mới nhất thì các bác là người đầu tiên nhận được nhé. Đấy, và đây hôm nay em vẫn tiếp tục có một lô để thanh lý cho các bác đây. Đấy, lô hôm nay em thanh lý là gồm có 5 cây nha các bác nha. Đấy, 5 cây. Đấy, 5 cây này là gồm có một cây là hàng Honda này, GX25 nhá. Một cây là hàng Komatsu hiệu G2KC này. Một con là hàng Estin, và một con hàng Mitsubishi này. Một con là hàng là Azimac nha các bác nhá. Đấy, thì em cũng nói qua luôn. Thì trong 5 cây này thì có 3 cây nổ được. Đấy, em vẫn kiểm tra nó vẫn đang nổ được. Đấy, còn cây này thì em cũng chưa kiểm tra này. Đấy, cây Honda này nổ rồi nhá. Đấy, cây ST này nổ rồi. Còn cây này thì cũng nổ rồi nhưng mà nó khó nổ nhá. Còn con này em cũng chưa kiểm tra, con này đang lỗi ở cái dây giật này, em chưa kiểm tra. Đấy, thì em thanh lý luôn. Mà em cũng nói luôn là những cái hàng này là hàng các bác dân người ta mang đến đổi thì em thanh lý luôn bằng giá đổi luôn cho các bác nhá. Đây. Đấy. 5 cây. 2 triệu đồng không bao ship nhá các bác nhá. Đấy. 5 cây không bao ship, em thanh lý cả lô luôn nhá. Đấy, đây, có con này thì nổ này. Đây. Đây, cây này nổ này. Cây này thì em kiểm tra cũng nổ nha, nhưng mà bây giờ nó đang khó nổ. Đấy. Rồi. Có 3 cây nổ rồi. Đấy, và đây là đặc biệt là hôm nay là em có một cái cưa của hiệu Kyurit nhá. Đây. 3401 này. Đấy. Cái xích thì là hết rồi. Lam thì còn nhá. Đấy. Đây. Máy thì rất là đẹp luôn. Đây, đẹp. Đẹp toàn tập nhá, em cũng thanh lý cho các bác là 1.500.000. Đây, đang nổ đây nhá. Rồi, ok. Đấy. Đây, và khi các bác mà mua hàng ở bên em đấy, thì đây nhá, những cái hàng này thanh lý này là em không bao ship nhá. Em không bao ship cho các bác nào mà mua thì các bác chịu ship giúp em nhá. Còn những cái hàng mà em niêm yết ở đây thì em bao ship toàn quốc luôn. Đấy, ship mọi mặt trận luôn nhá các bác nhá. Đấy. Rồi, và khi các bác mà mua hàng ở bên em thì em sẽ không yêu cầu các bác phải cọc trước nhá, không cần phải cọc trước gì cả, hàng đến nơi các bác được phép kiểm tra hàng ưng ý thì các bác mới phải thanh toán thôi, không phải cọc gì cả. Nếu như mà không như vậy như những người khác mà phải yêu cầu phải cọc trước, hoặc là nếu mà các bác hàng đến nơi mà các bác không ưng ý là các bác mất cái tiền cọc ấy, nhưng mà em không yêu cầu các bác cọc nhá. Đấy, và khi mà các bác mua hàng thì sẽ được đi kèm những món đồ đây. Đấy, đầu tiên là cái dây đeo này, hai là cái chắn cỏ nhá. Đấy, và ba là cái chồng mở buji, bốn là cái lục giác này, và năm là cái lưỡi dao này. Đấy, gồm có 5 món đi theo nhá, theo máy nhá. Đấy. Vâng, và ở phần cuối video thì em cũng có một chút quà để cho các bác chốt hàng trong buổi hôm nay nhé. Đấy, các bác nhớ theo dõi hết video giúp em. Đấy, và đây lô của em đây là lô A nhé. Đấy, đây cây A1, A2, A3, A4 thì các bác xem video thì các bác để ý xem là có cái sản phẩm nào phù hợp với công việc của mình để chọn cho mình những cái sản phẩm phù hợp nhé. Và bác nào chẳng may mà không chốt được kịp hàng của video hôm nay thì các bác hãy ấn vào nút đăng ký kênh để theo dõi khi mà bên em có video mới thì các bác là người đầu tiên nhận được, để nhanh tay chọn cho mình sản phẩm để sử dụng trong công việc nhé. Đây, cây đầu tiên này là một con hàng, cây A1 này là một con hàng Ryobi nhá. Con này là hàng Komatsu nhá các bác nhá. Đây, nói đến cái dòng Komatsu này thì các bác biết rồi đấy, tuổi thọ rất là cao luôn. Các bác về mà các bác sử dụng dầu mỡ tốt vào thì những cái sản phẩm như thế này nó còn đẹp như thế này, các bác sử dụng 8 đến 10 năm thì rất là ok luôn. Đấy. Đây,
Hàng GOB. Công suất của nó là 26cc nhá. Nòng 34 ly. Đây, con này vỏ thì đẹp như mới luôn. Vỏ con này thì cũng không còn ngòi bút nào để mà tả nó rồi đây. Máy sáng, bô sáng này. Bình xăng zin nhá. Chế zin. Đây, các bác nhìn thấy chế còn rất là mới luôn này. Chế tai đỏ này. Một kim chỉnh tai đỏ One Pro nhá. Con này tum liền này. Cần lắp zin và đầu bò zin nhá. Đấy, có chống quấn cỏ này. Đấy. Rồi, A1 nòng 34 ly, giá 2.300.000. Đây em nổ cho các bác thưởng thức nha. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây A2. Thì cây A2 này là một con hàng Mitsubishi nha các bác nhé. Con này công suất của nó là 23cc. Đấy. Nòng 32 ly. Đây, vỏ đẹp, máy đẹp này. Đây, bô sáng nha. Bình xăng zin. Chế zin nhá. Chế hai kim chỉnh One Pro. Con này tum liền này. Cần lắp zin nhá. Đây, tem mác còn đầy đủ luôn. Đầu bò zin. Thì đây cây A2 này có giá là 2.200.000 nhá. Đây em nổ xem này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây A3. Thì cây A3 này là một con hàng Echo nhá. Echo trắng. Công suất của nó là 23cc. Xin lỗi, 24cc. Nòng của nó là nòng 34 ly nha các bác nhá. Đây, vỏ đẹp như mới luôn. Đây, em quay sát vào cho các bác nhìn thấy này. Máy sáng này, bô sáng này, bình xăng zin. Có trợ lực, chế zin nhá. Con này tum liền này. Đây, cần lắp zin này. Đây, em quay vào sát vào đây để các bác nhìn thấy này. Đấy. Đây, tem cần còn chưa xước sát gì nhá. Đầu bò zin luôn, chống quấn cỏ. Đây, em A3 giá 1.400.000 thôi. Em bao ship toàn quốc rồi, em nổ xem này. Rồi, ok. Giá 1.400.000, bao ship toàn quốc nha các bác nha. Rồi, tiếp theo đến cây A4. Thì cây A4 này là một con hàng HME nha. Con này thì cũng một siêu phẩm quên xài luôn này. Đấy. Công suất 23cc, nòng 32 ly. Đây, vỏ đẹp, sáng bóng, soi gương được nha các bác nhá. Đây, hơi sáng này, bô sáng này, bình xăng zin. Có trợ lực, chế zin nhá. Con này tum liền này. Đây, cần lắp zin. Và đầu bò nguyên bản luôn. Đây, em... A4 giá 1.400.000 nhá. Đây các bác nghe. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây A5. Thì cây A5 này là một con hàng Tanaka nhá. Con này là công suất 20cc, nòng 30 ly. Đấy, Tanaka giật trước này, đằng sau này nó phẳng lì luôn nhá. Đây, con giật ở đằng trước kìa. Đây con này vỏ đẹp, máy đẹp này. Nhưng mà con này em đã thay cái bình xăng nhá. Bình xăng lớn này em thay rồi. Đấy, chế zin, tay đỏ nhá. Tum rời, cần lắp zin. Đây, đầu bò này. Đầu bò nguyên bản nhá, có chống quấn cỏ rồi. Bảo vệ ốc đây luôn nhá. Đấy, đây A5 giá 1.200.000 thôi. Theo đến cây A6. Thì cây A6 này là một con hàng Mitsubishi nha các bác nhá. Con này là hàng hệ nha các bác nhá. Mitsubishi TL231. Đây vỏ đẹp này, máy đẹp. Bình xăng zin này, chế zin luôn. Đây, chế hai kim chỉnh này, One Pro nhá. Con này tum liền. Cần lắp zin. Và đầu bò nguyên bản luôn đây. Đấy. Rồi, em nổ cho các bác xem này. Tiếp theo đến cây A7. Thì cây A7 này là một con hàng Komatsu nha các bác nhé.
con này công suất của nó là 23cc, nòng của nó là nòng 32 ly. Đây các bác nhìn thấy vỏ đẹp này, máy sáng bô sáng luôn. Bình xăng zin nhá, chế zin, chế một kim chỉnh One Pro này. Con này tum rời nhá, đặc biệt con tum rời này các bác có thể tháo nó gắn vào được rất là nhiều đồ luôn nhá. Đấy, dòng Komatsu này thì rất là khỏe luôn, các bác có thể gắn được rất là nhiều thứ luôn. Con này tum rời, tum nhôm nhá. Đây cần lắp zin này và đầu bò zin. Đấy, đây con này thì tay ga nguyên bản này, công tắc tắt mở trên tay cầm luôn. Đây A7 giá 2 triệu. Là 2 triệu nhá. Máy rất dễ nổ luôn. Rồi, tiếp theo đến cây A8. Thì cái A8 này một con cũng một con hàng Mitsubishi nữa. Con này là con TL26 nha các bác nhá. 26cc, nòng của nó là nòng 33 ly nhá. Đây vỏ đẹp này. Máy đẹp, nhưng bình xăng này em cũng thay mới rồi. Chế hai kim chỉnh One Pro này. Con này tum rời. Đấy, tum rời. Đây cần lắp zin này. Và đầu bò zin có cái chống cuốn cỏ bằng sắt luôn rồi nhá. Đây A8 giá 2.400.000 nhá. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây A9. Thì cây A9, A10, A11 là hàng máy mới nha các bác nhá. Đây cây A9 là một con hàng Hukama, hàng 541 nha các bác nhá. Rồi tiếp theo đến cây A10, cũng một con 541 của hãng Osaka này. Và tiếp theo đến cuối cùng là cây hàng Copper 541, đều nòng 40 ly hết nha các bác nhá. Những cái sản phẩm này mà các bác về các bác đi cắt cây này, sới đất này, sạc cỏ này, bơm nước thì rất là ok nhá. Những cái sản phẩm này các bác mua thêm một cái lưới dao tròn để gắn vào, các bác có thể đi cắt cây được luôn rồi nhá các bác nhá. Đây em test nổ từng sản phẩm cho các bác xem này. Rồi ok, tiếp theo đến cây A10. Đây, để tiếp theo cây A11 nha. Rồi, ok. Máy nổ rất là bốc, rất là ok rồi. Đấy, đây. Thì cây A10 này có giá là 2.400.000 nhá. Em bao ship toàn quốc rồi. Tiếp theo đến cây A10 thì rồi, cây A9 là cây 2.400. Đến cây A10 là 2.500.000 nhá. Đấy, và tiếp cuối cùng đến cây A11 này là 2.600.000. Em đều bao ship toàn quốc nhá. Rồi, thì cũng như ở đầu video em có giới thiệu là hôm nay là ngày đầu tháng, em cũng có một phần quà để cho các bác khi chốt hàng của video hôm nay, em sẽ tặng thêm cho các bác một chiếc mũ bảo hộ lao động này nhá. Đây, mũ bảo hộ lao động này. Đấy. Rồi. Rồi ok, thì vừa rồi em cũng vừa giới thiệu xong lô máy cắt cỏ gồm 11 cây để cho toàn thể anh em tham khảo. Thì khi xem video mà các bác mua hàng, các bác hãy chủ động liên hệ qua số điện thoại là 0979 561 493 nhé. Mà các bác nào mà chưa mua được hàng thì các bác hãy ấn vào cái nút đăng ký kênh ở bên dưới màn hình để nhận được những thông báo mới nhất khi bên em có video mới nhé. Để các bác sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo này và nhanh tay lựa chọn cho mình những sản phẩm để hỗ trợ công việc của mình nhé. Rồi, thì video của em nơi cũng đến đây thôi. Em cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết video của em. Em hẹn gặp lại tất cả các bác ở video lần sau.